sân thi của Tùng. Chủ tịch câu lạc bộ Racing Sporting con cắt và cũng kiêm là chủ shop kho đồ chơi. Bật đi, bắt đầu. Máy quay rất tầm. Máy quay rất tầm. Các hiểu con đại liệu. Máy rất tầm. Lấy le, à quên là lấy đường. Anh quên một đỏ. Anh mà vét thì vậy anh bán hàng cho ai? Có rất nhiều người đang mong chờ anh bị hoảng thôi. Không cả một đoạn này là không chỉnh được. Anh cái chỗ này đúng cái chỗ này là đẹp nhất đấy. Rất cẩn thận đi đúng tận nơi. Sao anh lại ra tận đường mua đấy? Thôi để là mình không mất tiền thôi.